Đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát sóng trên truyền hình vệ tinh lúc 12 giờ trưa giờ Việt Nam, ngày 26 tháng 10 năm 2016. Nguyễn Trung kính chào quý vị. Sau Trung Quốc, nhân vật số 2 của Việt Nam đi Mỹ. Tàu chiến Trung Quốc vấp phản đối ở Việt Nam. Tổng thống Philippines lại dọa cắt quan hệ với Mỹ. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Người được cho nhiều khả năng lên kế nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng tới thăm Hoa Kỳ sau khi hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Bắc Kinh. Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, bắt đầu chuyến công du Mỹ hôm 23 tháng 10, ít ngày sau khi tới Trung Quốc. Theo tin từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Ngoại trưởng John Kerry đón tiếp ăn trưa và trao đổi công việc với ông Huynh tại trụ sở của Bộ ngày 25 tháng 10. Nhận định về chuyến đi mà báo chí trong nước chưa thấy loan tải, Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, chuyên gia của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đặt trụ sở ở Singapore cho rằng chuyến thăm này có hai ý nghĩa. Ông nói thêm. Một là chuyến thăm Mỹ nó diễn ra ngay sau chuyến thăm Trung Quốc ông Vinh thì nó cho thấy một điều là Việt Nam có vẻ là muốn duy trì một cái sự cân bằng nào đấy trong quan hệ với hai cường quốc. Điều này nó cũng thể hiện một cái lập trường lâu nay của Việt Nam là muốn duy trì một cái sự cân bằng giữa hai bên. Đấy là chính sách mà Việt Nam muốn ưu tiên trong cái bối cảnh hiện nay. Cái thứ hai nữa cũng có thể nó xuất từ phía Hoa Kỳ và phía Trung Quốc. Cũng có nhiều đồn đoán cho rằng là ông Đinh Thế Vinh có thể là một ứng cử viên cho cái chức tổng bí thư đảng trong tương lai, thì cũng có thể là những cái đối tác của Việt Nam họ cũng muốn tranh thủ mời ông Đinh Thế Vinh sang thăm và làm việc để mà xây dựng cái quan hệ và tìm hiểu thái độ rồi là cái xu hướng chính sách của ông Đinh Thế Vinh như thế nào. 5 ngày trước đó, ông Huynh có mặt ở Bắc Kinh, gặp gỡ với các quan chức cấp cao nước chủ nhà, trong đó có Chủ tịch Tập Cận Bình. Trong khi đón tiếp quan chức được coi là nhân vật số 2 trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Tập thúc giục Hà Nội coi trọng đà tiến tích cực cho quan hệ song phương, cũng như kêu gọi hai nước tiếp tục tình bạn hữu, duy trì quan hệ song phương hiện thời, xử lý đúng đắn tranh chấp và mở rộng hợp tác. Chưa rõ là ông Huynh sẽ thảo luận gì với các quan chức Mỹ, nhưng trong bối cảnh Biển Đông chưa có lối thoát như hiện nay, theo các nhà quan sát, đây sẽ là vấn đề nằm cao trong nghị trình. Còn trong lần ở Trung Quốc vài ngày trước, Ủy viên Bộ Chính trị Việt Nam này, theo Thông tấn xã Việt Nam, lên tiếng đề nghị Trung Quốc nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định trên Biển Đông, không có hành động làm phức tạp mở rộng tranh chấp. Trong một bài phân tích đăng trên trang web của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quan hệ Quốc tế, nơi từng đón tiếp nhiều nhà lãnh đạo Việt Nam tới phát biểu, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, nhà nghiên cứu của chương trình Đông Nam Á của trung tâm này nhận định rằng chuyến thăm của ông Huynh có thể được nhìn nhận là một phần của hành động đu dây giữa các cường quốc. Trước khi thực hiện chuyến công du lịch sử sang Hoa Kỳ năm 2015, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã sang Trung Quốc trước. Chuyến cập cảng Cam Ranh chiến lược của Việt Nam lần đầu tiên của ba chiến hạm từ Trung Quốc đang tiếp tục gây tranh cãi ở trong nước. Đội tàu hộ tống 23 của Hải quân Trung Quốc gồm ba chiến hạm Tương Đàm, Châu Sơn và Sào Hồ tới cảng quốc tế nằm ở tỉnh Khánh Hòa hôm 23 tháng 10 để theo lời quan chức quốc gia đông dân nhất thế giới nhằm củng cố quan hệ hải quân. Tuy nhiên, chuyến cập cảng kéo dài 5 ngày này cũng đã vấp phải sự phản đối của một số người dân trong nước. Ông Trần Bang, người từng nhiều lần xuống đường biểu tình chống Trung Quốc, nói với VOA Việt ngữ rằng những hành động mà nhà hoạt động này nói là bạo lực của Trung Quốc đối với người Việt đã khiến ông và những người bạn khác phải lên tiếng. Ông nói thêm. Tôi cũng không phải là cái người mà có cái dân tộc cực đoan đến mức mà đòi là cắt hết cái quan hệ kinh tế hoặc là quan hệ dân sự với Trung Quốc. Nhưng với riêng cái quan hệ quân sự thì rõ ràng họ đã dùng vũ lực, họ chiếm đất, chiếm biển đảo của Việt Nam, bắt ngư dân, bắn giết ngư dân, hút tàu cá của chúng ta ở những vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Thì cái chuyện đấy rõ ràng là tôi không đồng ý cái việc mà cho Trung Quốc vào cái cảng Cam Ranh. Còn cái quan hệ về kinh tế trong khi đó, một bạn đọc tên Minh gửi ý kiến cho VOA Việt ngữ, nói xin trích, Việt Nam là bạn với tất cả các nước, nên việc tiếp đón các phái đoàn quân sự nói chung và các đoàn tàu chiến nói riêng đến thăm là chuyện bình thường. Bạn này viết tiếp, tàu chiến các nước khác như Mỹ, Nga, Nhật, Pháp, Úc đều đã đến thăm cảng Cam Ranh, thì tàu chiến của Trung Quốc cũng được đến thăm là chuyện không có gì lạ. Thưa đại giả thiết, Việt Nam cho tàu chiến các nước Mỹ, Nga, Nhật, Pháp, Úc đến thăm cảng Cam Ranh mà không cho tàu chiến của Trung Quốc đến thăm, thì quan hệ Trung Quốc-Việt Nam sẽ như thế nào? Bạn đọc này kết luận. Hồi tháng 3, Hải quân trong nước khánh thành cảng quốc tế Cam Ranh với số vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng. Báo chí trong nước khi đó dẫn lời quan chức nói rằng cảng này phục vụ cả mục đích quân sự lẫn dân sự, vừa phát triển kinh tế, vừa tăng cường quan hệ với các lực lượng hải quân quốc tế.
Việt Nam mới có phản ứng về việc tàu khu trục Hoa Kỳ USS The Carter tới khu vực lân cận Hoàng Sa, kêu gọi các quốc gia đóng góp mang tính xây dựng và tích cực. Khi được hỏi bình luận gì về hoạt động khẳng định quyền tự do hàng hải của tàu chiến Mỹ có trang bị tên lửa dẫn đường 3 ngày trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình hôm 24 tháng 10 nói rằng là quốc gia ven Biển Đông và quốc gia thành viên Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, Việt Nam tôn trọng việc các quốc gia thực hiện các quyền tại Biển Đông phù hợp với quy định của Công ước, trong đó có quyền tự do hàng hải và hàng không. Những yêu sách biển và hành động liên quan của các quốc gia cần phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. CNN đưa tin, hôm 21 tháng 10, Washington điều tàu khu trục USS The Carter vào vùng lãnh hải gần quần đảo Hoàng Sa để, theo lời phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest, cho Trung Quốc biết rằng nước này không thể hạn chế một cách trái phép quyền tự do qua lại và sử dụng hợp pháp vùng biển mà Hoa Kỳ và tất cả các nước khác được phép theo luật quốc tế. Lầu Năm Góc nói rằng hoạt động của USS The Carter là thường lệ và diễn ra không vấp phải sự cố nào. Tuy nhiên, ngay sau đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc ra thông cáo gọi hành động của Hoa Kỳ là một sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp và cố ý khiêu khích. Còn về phía Hà Nội, trong thông cáo ngắn trên trang web, phát ngôn viên Lê Hải Bình nói tiếp, xin trích, Việt Nam nhấn mạnh tất cả các quốc gia cần có đóng góp mang tính xây dựng và tích cực phù hợp với luật pháp quốc tế nhằm duy trì hòa bình, ổn định và thượng tôn pháp luật trên các vùng biển và đường đại dương. Trung Quốc đã chiếm toàn bộ Hoàng Sa sau trận hải chiến làm 74 binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa thiệt mạng ngày 19 tháng 1 năm 1974. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 25 tháng 10 lại tung ra những lời lẽ gay gắt về Hoa Kỳ, tạo thêm sự không rõ ràng về mối quan hệ giữa hai đồng minh lâu năm. Phát biểu với các phóng viên ở Manila khi ông chuẩn bị đi thăm chính thức Nhật Bản, ông Duterte cảnh báo rằng Washington không được đối xử với Philippines như một con chó bị buộc dây ở cổ. Ông cũng nói rằng Mỹ có thể quên đi hiệp ước phòng thủ song phương đã có nhiều thập niên nếu ông nắm quyền đủ lâu. Ông Duterte phát biểu xin trích, tôi mong đến lúc tôi chỉ còn nhìn thấy những người lính Philippines. Ngoài ra không có bất kỳ binh sĩ hay quân nhân nào khác ở trong đất nước của chúng tôi. Nhưng phát biểu hôm 25 tháng 10 là những lời lẽ mới nhất trong một loạt những lời chỉ trích và đe dọa mà ông nhằm vào Hoa Kỳ để phản ứng lại những lời chỉ trích đối với chiến dịch chống ma túy đầy bạo lực của ông, làm chết gần 4.000 người kể từ khi ông nhậm chức vào ngày 30 tháng 6. Trong thời gian thăm chính thức Trung Quốc tuần trước, ông Duterte tuyên bố ý định cắt đứt mọi quan hệ với Mỹ, nhưng sau đó đã nói ngược lại lời của chính mình. Một nhà ngoại giao cấp cao nhất của Mỹ về châu Á hôm 24 tháng 10 trấn an Philippines rằng Washington vẫn là đồng minh đáng tin cậy của nước này và ủng hộ mối quan hệ đang nở rộ giữa Manila và Bắc Kinh. Tuy nhiên, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, ông Daniel Russell cảnh báo rằng mối lo ngại của Washington về các vụ giết người trong chiến dịch bài trừ ma túy của Philippines là điều xấu cho công việc. Ông Russell là quan chức cấp cao đầu tiên của Mỹ tới thăm Philippines sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte gây quan ngại hồi tuần trước với tuyên bố sẽ ly khai Mỹ và ngả sang Trung Quốc khi thăm Bắc Kinh. Giải thích về tuyên bố tạm biệt Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay hôm 22 tháng 10 nói rằng Hoa Kỳ vẫn là người bạn thân thiết nhất của Philippines, nhưng Manila muốn phá vỡ suy nghĩ phụ thuộc và quỵ lụy và củng cố quan hệ thân thiết hơn với các nước khác. Phát biểu với các nhà báo sau khi gặp ông Yasay, nhà ngoại giao của Hoa Kỳ nói rằng ông Duterte đã quay đầu lại. Ông Russell nói rằng Washington hậu thuẫn các cuộc đàm phán và đối thoại trực tiếp giữa Philippines và Trung Quốc. Ngoài Philippines, ông Russell sẽ tới Thái Lan, Campuchia trong chuyến công du ba nước Đông Nam Á. Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Liêu Chấn Dân hôm 24 tháng 10 đặt chân tới thủ đô của Bắc Hàn, trong khi có tin quan chức ngoại giao hàng đầu của nước này sắp sang Việt Nam. Reuters dẫn lại hãng tin Nhật Bản Kyodo nói rằng đây là chuyến thăm đầu tiên của một quan chức cấp cao của Trung Quốc kể từ tháng 2.
Chuyến công du của ông Liu diễn ra trong bối cảnh Washington và các đồng minh đang thúc giục Bắc Kinh đồng ý với các biện pháp trừng phạt mới nghiêm khắc của Hội đồng Bảo an đối với Bình Nhưỡng sau khi Bắc Hàn thực hiện cuộc thử nghiệm hạt nhân thứ 5 hồi tháng trước. Hãng tin KCNA của Bắc Hàn đưa tin rằng ông Liu dẫn đầu một phái đoàn Trung Quốc tới tham dự một cuộc họp thứ 3 của Ủy ban biên giới chung giữa Bắc Hàn và Trung Quốc. Trung Quốc là đồng minh chính của Bắc Hàn, nhưng thời gian qua phật lòng về các cuộc thử nghiệm tên lửa hạt nhân và đạn đạo của Bình Nhưỡng. Trong khi đó, Kyodo đưa tin, quan chức hàng đầu phụ trách về đối ngoại của Bắc Hàn Ri Su-yong hôm 24 tháng 10 đã đặt chân tới Bắc Kinh trên đường tới Việt Nam và Indonesia. Kyodo đưa tin rằng Phó Chủ tịch của Đảng Công nhân Triều Tiên, một nhân vật thân tín của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un, dự kiến sẽ tham dự một sự kiện của Đảng Cộng sản Quốc tế kéo dài trong 3 ngày từ ngày 28 tháng 10 ở Hà Nội. Tuy nhiên, báo chí cũng như chính phủ Việt Nam chưa xác nhận thông tin về chuyến thăm của quan chức Bắc Hàn cũng như sự kiện mà Kyodo loan tin. voatiếngviệt.com mang bạn ra thế giới. Tường trình thời sự Việt Nam và quốc tế. Chính trị, đời sống xã hội, tình hình biển Đông. VOA trên radio, truyền hình vệ tinh, mạng internet, Facebook, YouTube và Twitter. Mở voatiếngviệt.com để học tiếng Anh. What do you think it means when people say this? Tương tác với blogger, tìm hiểu thế giới xung quanh. Đăng ký voatiếngviệt.com để được kết nối với thế giới. Từng có thời vịnh Jamaica ở thành phố New York có rất nhiều hàu. Nạo vét ô nhiễm và khai thác quá mức khiến chúng mất dạng cách đây nhiều thập kỷ. Để vực dậy những dạng, người ta đang dùng đến các bồn cầu tái chế. Mời quý vị theo dõi tường trình của thông tin viên của đài VOA. Những mảnh bồn cầu được nghiền ra cùng với vỏ hàu và chai được đổ xuống vịnh Jamaica của thành phố New York. Các vật liệu này tạo thành một lớp rộng 745 m² dưới đáy vịnh, dùng làm những mảng nuôi dưỡng cho ấu trùng hàu bám vào và phát triển. Gần đó là dạ nhân tạo khác với 50.000 con hàu trưởng thành. Khi ấu trùng nở sẽ trôi sang mảng nuôi dưỡng và sau đó bắt đầu hình thành một dạng tự nhiên mới. Sử dụng bồn cầu bỏ đi là đúng đắn và thân thiện với môi trường, theo lời giám đốc quản lý John McLean thuộc Cục Bảo vệ Môi trường thành phố New York. Sứ nghiền rất giống với vỏ chai và vỏ hàu trong việc thu hút ấu trùng hàu. Vì thế, thay vì bỏ chúng ra bãi rác thì chúng tôi quyết định là sử dụng chúng vào một mục đích tốt hơn. Vắng bóng hàu, khả năng làm sạch nước của cửa sông cũng giảm sút. Ông Pete Malinowski, người tham gia dự án Billion Oyster, cho biết. Chúng lọc nước, cung cấp thức ăn và môi trường sống cho các động vật khác. Chúng ổn định tầng đáy, tăng độ trong của nước và có thể ổn định bờ biển. Một con hàu trưởng thành có thể lọc lên đến 190 lít nước mỗi ngày. Điều đó có nghĩa là trong tương lai, chất lượng nước của vịnh Jamaica có thể tốt hơn rất nhiều. Cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Các chương trình radio video của chúng tôi trên voatiếngviệt.com có thể xem dễ dàng khi dùng trình duyệt Opera, trang Facebook VOA Tiếng Việt, kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video hoặc các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Quý vị muốn đóng góp bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ voabạnlambao@gmail.com. Nguyễn Trung xin hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin lần sau.